tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ về những anh chồng Tây nổi tiếng nhất Showbiz Việt, toàn là cực phẩm. Ông xã người Mỹ của Á hậu Hoàng Oanh. Vào ngày 1 tháng 12, lễ cưới của Hoàng Oanh và bạn trai ngoại quốc sẽ chính thức được diễn ra. Sự kiện trọng đại của người đẹp 9X thu hút sự quan tâm từ dư luận suốt một tháng qua. Hoàng Oanh khiến nhiều người hồi hộp chờ đợi cùng cô đến giờ phút thiêng liêng của cuộc đời. Và cũng chỉ đến cận ngày lên xe hoa, nữ MC mới chính thức công khai dung mạo bạn đời. Vẻ đẹp mong manh của Hoàng Oanh cùng khuôn mặt như tài tử điện ảnh của chồng sắp cưới khiến dân mạng phát sốt. Được biết, một nửa của người đẹp 9X tên đầy đủ là Jack Kevin Cole, năm nay 30 tuổi, quốc tịch Mỹ, hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Anh sở hữu chiều cao ấn tượng, khuôn mặt điển trai, cùng với đó là nụ cười hiền hậu. Hoàng Oanh và bạn trai nhận được nhiều lời khen ngợi về độ đẹp đôi. Thậm chí, Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng phải suýt xoa và đưa ra dự đoán về dung nhan nhóc tì tương lai của cả hai. Con của cặp này chắc đẹp nghiêng thành mất. Hoàng Oanh cho biết bạn trai không phải là đại gia, nhưng rất giàu có về mặt tình cảm và ý chí. Nói về lễ cưới của mình, nữ MC xinh đẹp bày tỏ những ước muốn giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc. Hôn lễ của anh sẽ được thực hiện ngoài trời với phong cách gần gũi thiên nhiên, nhiều cây cối, hoa lá và dàn trải ánh đèn trở lấp lánh như phương Tây. Trong khung cảnh đền thờ đó, anh sẽ cùng chồng khiêu vũ thật lãng mạn. Ông xã Thụy Điển của ca sĩ Đoan Trang. Ca sĩ Đoan Trang sinh năm 1978 và phải đến năm 34 tuổi cô mới lên xe hoa. Sau nhiều năm thăng trầm chuyện tình cảm, hạnh phúc đến muộn nhưng đầy ngọt ngào của nữ ca sĩ da nâu khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Năm 2012, hôn lễ ấm cúng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc cuộc sống độc thân của thỏi sô-cô-la biết hát. Sau khi theo chồng về dinh, Đoan Trang hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật, toàn tâm vun vén cho tổ ấm. Từ sau khi sinh thiên thần nhỏ, cuộc hôn nhân của Đoan Trang và chuỗi ngày tràn ngập niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. Chồng đẹp, con xinh và cuộc sống đủ đầy của giọng ca tốc hát được xem là gia đình kiểu mẫu trong V-Biz. Người bạn đời của Đoan Trang gốc Thụy Điển, tên John Han và là tổng giám đốc của một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Trái ngược với vóc dáng nhỏ bé 1m52 của Đoan Trang, ông xã lại có thân hình cao to, vạm vỡ, đặc biệt là khuôn mặt điển trai, hiền hậu. Sau 8 năm yêu nhau và 7 năm về chung một nhà, tình cảm của nữ ca sĩ da nâu và ông xã vẫn mặn nồng như vợ chồng son. Hà Anh và ông xã người Anh. Kể từ khi kết hôn, Hà Anh luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ông xã của cô là Oli, người Anh và hiện đang là giáo viên tại một trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh. 3 năm chính thức về chung một nhà, siêu mẫu đình đám và ông xã ngoại quốc đã có với nhau một công chúa đáng yêu. Trên trang cá nhân, Hà Anh thường xuyên chia sẻ hạnh phúc, gia đình. Đặc biệt là thiên thần nhỏ 1 tuổi của siêu mẫu vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng. Hà Anh thường được ông xã tháp tùng với nhiều sự kiện. Khi chia sẻ về bạn đời của mình, chân dài luôn dành lời khen có cánh. Vương Mai và chồng người Ba Lan. 2019 là một năm hạnh phúc trọn vẹn của MC Vương Mai. Sau lễ cưới hoành tráng vào tháng 6 vừa qua, cô và ông xã vừa chào đón thiên thần nhỏ. Theo thông tin ít ỏi được Vương Mai chia sẻ, thì bạn đời của cô tên là Marcin Miller, sinh năm 1985, mang quốc tịch Ba Lan. Được biết anh hiện là giám đốc một tập đoàn tư vấn tài chính nổi tiếng, có trụ sở tại Việt Nam. Dù khá bận rộn với công việc, nhưng trong những ngày vợ lâm bồn, Marcin Miller luôn kề cận và không rời nửa bước. Anh cũng tỏ ra là một ông bố bỉm sữa thành thạo, có thể bế bồng con nhỏ cho bà xã nghỉ ngơi. Hai cha con quấn quýt không rời, khiến Vương Mai cũng nhiều lần ghen tị. Theo chia sẻ của người đẹp thì quý tử đầu lòng có nhiều nét giống bố. Cô cũng hài hước khi lo lắng về thân phận đẻ thuê của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.